trong ngày hôm nay thì Trọng Thắng thấy là Long có ở trên bàn rất là những cái món trái cây rất là ngon. Yeah. Đây là cái berry, Long có blueberry, raspberry, blackberry. Yeah. Hôm nay Long sẽ làm một món gọi là berry parfait, anh là cũng để ăn, cái này là để ăn tráng miệng. Để ăn tráng miệng thôi. Yeah, và thưa quý vị, là anh Long anh giới thiệu là anh có cả blueberry, cái này là blueberry. Blackberry hay blueberry? Cái đó là blueberry. Cái này là blueberry. Cái này là blackberry. Cái này là blackberry. Và cái này là raspberry. Cái này là raspberry. Và yeah, thưa quý vị, là ba cái loại trái cây khác nhau và yeah, quý vị có thể dùng được. Rồi trong này đó anh, thì Long sẽ xài cái rượu này, nó gọi là cassis. À đúng rồi. Cái cream the cassis. Cái rượu này là rượu berry. À, rượu cũng được chế tạo từ những cái trái berry mà ra. Dạ vâng. Cái này mình có thể mua ở BevMo hay là có thể liquor store, nó cũng có thể có. Uh-huh. Yeah. Nhưng mà đặc biệt thì quý vị nên đến với lại BevMo thì là mua thì nó chắc chắn hơn. Dạ, có thể nó rẻ hơn chút nữa. Rẻ hơn chút nữa. Yeah. Bây giờ Lâm sẽ bỏ vào đây. Cái này tùy mình ăn nhiều, thích rượu nhiều hay rượu ít đó. Uh-huh. Mà thường thường thì Long thấy khoảng chừng 3 muỗng là được rồi. 3 muỗng rượu. Mà yeah, cái này uống đâu có say đâu phải không Long? Nó cũng nhẹ nhẹ thôi. Rượu rất là cái nhẹ. Cái này 20% độ cồn. 20% độ cồn vậy cũng nhiều đó. Yeah. Vậy cũng khá nhiều. Nhưng mà cái sản phẩm này là từ Pháp. Cái này của Pháp. Dạ, yeah, mình trộn lên. Dạ, yeah, và đây Long sẽ bỏ vào đây khoảng chừng 1 teaspoon đường đó. Uh-huh. Một muỗng đường. Một muỗng cà phê đường. Một muỗng cà phê đường. Dạ. Nếu mình muốn ngọt hơn cứ có thể bỏ ngọt hơn, bỏ thêm một chút. Cái này thường mình làm đó thì mình để cho nó thấm khoảng chừng nửa tiếng. Uh-huh. Hay là để có mấy tiếng cũng được, không sao, bỏ trong tủ lạnh. Dạ. Dạ. Uh-huh. Nhưng mà bây giờ thì Long chỉ có ướp sơ như vậy thôi nha. Cái nó chạy thôi. cái trái blueberry nó vẫn còn sống thì nó còn có chân, nó nhảy lung tung nữa. Rồi bây giờ Long sẽ làm một cái kem để ăn với lại cái berry này nha. Yeah. Ở đây đó thì Long có một cái gọi là mascarpone cheese, cái yeah, này là cheese của Ý, một cái loại phô mát của Ý mà yeah, cũng bán ở trong Trader Joe. Cũng bán trong Trader Joe. Yeah. Tại vì cái berry mình ít đó nên Long chỉ xài một nửa thôi nha. Vâng, thì nói về format thì thưa quý vị là có rất là nhiều những cái loại format khác nhau. Và cái loại format mà anh Long mới vừa giới thiệu đến quý vị là một cái sản phẩm rất là đặc biệt của bên một cái chợ gọi là chợ Trader Joe. Và cái này là một cái format được chế tạo theo cái kiểu Ý. Dạ vâng. Yeah. Và đây thì Long có heavy cream. Heavy cream. Yeah. Là một cái dạng giống như là sữa nhưng mà sữa nặng. Yeah. Long sẽ bỏ vào đây khoảng chừng một nửa cup nha. Dạ. Yeah. Nếu như mình có cần làm nhiều hơn thì mình chỉ có làm gấp đôi cái lượng. Cái phân lượng này mà mình yeah, có, thay vì nửa cup thì thêm một cup. Dạ. Yeah. Yeah. Và vào đấy Long ở đây Long có vanilla. Dạ. Yeah. Yeah, cái này tinh chất của vanilla. Dạ yeah, vâng. Long sẽ bỏ vào đây khoảng 1/4 teaspoon cái mình có. Vâng, thưa quý vị, là quý vị thấy là anh Long anh nấu bếp thường xuyên và chuyên nghiệp, cho nên là anh có những cái đồ mà để đo lường những cái thước đo yeah, của những cái gia vị, thí dụ như là một cái teaspoon hoặc là nửa cái teaspoon hoặc là 1/4 của cái teaspoon. Thì thưa quý vị là cái này cũng rất là dễ kiếm ở trong tất cả các chợ, thì quý vị cũng có thể mua được, không trừ gì, nghĩa là không cứ gì là chợ Mỹ mà quý vị có thể vào chợ Hòa Bình và quý vị cũng có thể kiếm ra được một cái bộ để mà đo lường những cái gia vị để mà mình nấu ăn. Dạ, bây giờ thì Trọng Thắng thấy Long có đường hay lắm. Dạ, đây khoảng chừng 1 tablespoon đường nha. Dạ, 1 muỗng đường. 1 muỗng đường, 1 muỗng canh đường. Và Long sẽ đánh cái này lên. Vào. Tuy là nó không có trứng gà nhưng mà cái mùi cheese này á,
với lại cái này là cái mùi vanilla, thành thử ra nó tạo ra một cái mùi cũng rất là dễ chịu và rất là thơm. Anh cũng rất là lẹ, cái món này rất là lẹ. Nhanh quá. Nếu mà mình có khách tới mà mình bận biểu mà chạy ra mua được mấy cái đó đó, mình phải làm nó. Rất là đơn giản. Rất là đơn giản. Wow. Bây giờ Long sẽ bỏ trong cái ly, Long xài cái ly rượu nha. Dạ. Long sẽ bỏ mấy cái berry lên trước. Vâng, thưa quý vị, trong những cái dịp lễ hoặc là sinh nhật ở nhà, hoặc là lễ thượng thọ, hay là bất cứ một cái dịp lễ gì mà trong nhà mà quý vị mời khách khứa đến, mà quý vị mà theo cái sự chỉ dẫn và hướng dẫn của anh Long, mà quý vị làm những cái món đồ mà ăn rất là độc đáo và rất là đặc biệt, mà quý vị không thường thấy ở những cái buổi tiệc khác mà mình đến dự, đúng không Long? Đúng rồi, cái này rất là lạ. Dạ. Mà một phần nữa bây giờ người ta rất thấy ăn trái cây đó, tại vì nó cũng có lợi sức khỏe, nó cũng không có dầu mỡ cái gì đó. Vâng. Không có bơ sữa, không có bơ gì. Dạ. Mà mình cứ múc cứ một tầng berry là mình bỏ một chút xíu kem. Wow. Thưa quý vị, là nhìn cái cách mà anh Long anh trình bày thì thưa quý vị là cũng giống như là mình đến tiệm để mà đến một cái tiệm ăn sang trọng mà người ta phục vụ cho quý vị, thì là thưa quý vị thấy rằng là cái cách trình bày của anh Long cũng rất là đẹp mắt. Mà anh cũng thấy rất là dễ dàng. Vâng, rất là dễ dàng, không có tốn công sức gì nhiều. Wow. Thêm một chút blackberry, blueberry và raspberry. Bây giờ bạn cho lên một chút xíu kem ở trên. Chắc chắn rằng Trọng Thắng tin tưởng rằng nếu mà quý vị mà làm cái món này ở nhà thì tất cả các con em của chúng ta cũng sẽ rất là yêu thích. Wow, và tô điểm ngay ở trên cùng của cái ly là một ít rau húng lủi. Phải không? Dạ. Dạ. Rồi, để ăn kèm với lại cái này thì Long sẽ làm một ly mimosa. Mimosa, thưa quý vị, đó là một cái loại hoa màu vàng rất là phổ biến. Nếu mà quý vị nào mà hồi xưa mà đi học mà không có những cái cánh hoa mimosa mà ép trong tập thì là cái điều đó là một cái điều thiếu vắng. Đó là hơi trầm trọng. Bây giờ thì Long có thể hướng dẫn cho quý vị làm một cái một cái thức uống gọi là mimosa. Cái này nó rất là dễ, mình làm mình bỏ nửa ly champagne. Champagne. Và mình sẽ bỏ nửa ly orange juice. Và nước cam. Nước cam, đúng rồi. Dạ. Dạ. Cái thức uống thì rất là dễ dàng. Vâng. Dễ uống. Còn cái này là... thì nó chỉ là như vậy thôi. Nhưng mà nếu như quý vị nào mà thấy nó chưa có được nồng nàn. Chưa được đậm đà, chưa nồng nàn. Thì mình có thể bỏ thêm một chút control. Đây là rượu mặn có mùi cam. À, rượu mặn mà có mùi cam rất là lạ. Và thưa quý vị, đây là Control, là một loại rượu mạnh mà có mùi cam rất là đặc biệt, mà anh Long ngày hôm nay đặc biệt giới thiệu cho quý vị khán thính giả của Đài Loan Sài Gòn TV. Và bây giờ mà ai mà muốn nghĩa là hơi gọi là vui thêm một chút xíu nữa thì bỏ cái này vào Long. Thì mình có thể bỏ vào một chút, nhiều hết là tùy mình, nhưng mà Long thấy như vậy cũng đủ rồi. Wow. Vâng, và quý vị mà có uống cái ly champagne này, mimosa kèm với lại một cái món đồ này. Và bây giờ thì mình cũng xin phép để mà trở lại cùng với quý vị khán thính giả với cái món cá sống. Bây giờ thì mình mang lại cái món cá sống nó ra ngoài cho quý vị khán thính giả được thấy. Vâng, thưa quý vị, là quý vị thấy ở trên màn ảnh nhỏ những cái món ăn, một cái món ăn khai vị cá sống cùng với lại, thưa quý vị, là một cái là, gọi là cái ly dessert, một món cái trái cây mà ăn tráng miệng, kèm theo là một cái thức uống.
Và tất cả những cái này, thưa quý vị, là những cái món mà đi kèm trong những cái bữa tiệc chính, trong những cái buổi lễ chính ở trong gia đình của chúng ta. Và cái cách thức làm rất là đơn giản, thưa quý vị. Và một lần nữa thì Trọng Thắng xin cảm ơn anh Long Vũ đã hướng dẫn cho quý vị khán giả của Đài Lưu Đô Sài Gòn TV ngày hôm nay với những cái món ăn rất là đặc biệt và cách trình bày rất là độc đáo. Và chỉ cần tô điểm những cái hạt mà giống như hạt tiêu ngâm ở trong đây và đã tạo nên được một cái vị rất là lạ cho cái món ăn khai vị của chúng ta. Xin cảm ơn anh Long. Cảm ơn anh Thắng. Xin chào quý vị khán giả. Vâng, thưa quý vị khán thính giả, Trọng Thắng xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị khán thính giả của Đài Lưu Đô Sài Gòn TV trên băng tần KXLA 44.4 và hẹn gặp lại quý vị trong kỳ tới. Xin quý vị nhớ đón theo dõi.